chịu ra kìa. Giờ 15m xin phép sẽ gắn cái mic vào ha. Dạ thưa cậu, tụi con vừa đến. Ủa? Chào anh, không thưa cậu. À bây giờ mình làm mới phim cập nhật ha. Ồ, tắt cái này cái đèn rồi. Nhưng mà nắp thứ tư là anh thấy cái gì rớt đây nè, cái gì vậy? Ủa hôm qua quên đốt hả anh? Đốt rồi cháy. À anh tắt hai con cháy cái hết rồi kìa. Những ngọn đèn không bao giờ tắt của cậu, đó chính là bốn ngọn đèn bốn góc. À nó bụng rồi ha, nó cũng không được chịu sương gió. Mình làm mới sẽ tìm một vòng xem coi có gì bất thường hay không, lát cho mình tưới nước rước. Ê anh Ngọc, mình tưới cho nó hai ca trước luôn đi anh Ngọc, để lát mình lao á nó không có. Ủa có tên gấu hả anh? Rồi bây giờ 15m xin phép sẽ để cái điện thoại từ xa ha, để ghi hình cho tất cả quý cô chú anh chị xem. Hôm nay thì tất cả các anh em đều thống nhất là sẽ mặc bộ đồ tím. Hả? Đúng rồi, ngày nào cũng làm mà. Thì anh la phụ em thôi chứ gì đâu. Dạ. Để em lấy chén.
hết. Không không, để bà tiên bà bỏ à. Hello anh Minh. Ủa anh vô sao em ạ? À? À anh mới nói là lần đầu anh vô sớm nhất. Đúng không? Chảy cái gì ra đây ta? Dạ anh lau bên đó, anh lau bên đây nha. Anh để cái tầng, cái ba tầng đó xuống luôn. Để xuống nát luôn. Nát. Này em dậy sớm sớm nha. Em Minh. Em dậy sớm nè. Đây thì sớm. Là bình thường vô trễ đó. Ngủ ngủ được. Ăn gì? Bộ mấy đó có người uống pha không ngủ. Ừ. Tôi ngủ anh đi. Đó không phải ngủ buồn. À, vậy luôn hả? Đó uống với anh bên dính nước mọc á. Đang uống cái mưa chạy về luôn. Đó đang uống cái mưa chạy về luôn. Buồn làm chi em ơi. Buồn làm chi anh ơi. Cố gắng bỏ đi. Trong bao giờ con hoa hoa. Con có thể lùa hè. Được không? Được. Nhật giới đúng bài luôn á. Quá dữ. Còn khăn nào không còn? Chưa. Phải đi nhúng nước mà được. Căn này không nhúng nước là đây mình hết căn nước rồi. Hello. Trời. Ủa nhúng luôn hả? Vậy cho lẹ. Cái đi. Kỳ lạ ha. Kỳ diệu ha. Có sự kỳ diệu. Bóng sáng liền nè. Nè tí. Nè không? Mà đã là cái này là đen là vàng lên. Khăn này có hai tác dụng nha. Đúng rồi. Một là lau khô, hai là lau uống. Sao sáng cái gì cũng nghe buồn hết vậy? Sáng sớm có buồn làm chi chị ơi, chủ nhật luôn đó. Đúng rồi. Phải vui lên. Mới sáng. Anh kỳ quá là ủa ngày nay bữa nay như mình có nhân ngại phải không anh Minh? Đúng rồi. Trời ơi, chưa quên vụ rồi chị nha. Là nói về Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sạch sẽ. Bơ mình còn ăn, mình còn thích đựng như nó gì cho nó đúng không? Ủa, bé Ngọc đâu bữa nào thấy? Rồi, em sạch sẽ rồi đó. Rồi, mấy chị lo sạch sẽ chưa nè. Rồi, còn một trái nữa. Xong rồi. Anh cầm cho em được không? Nó nặng quá. Đúng rồi. To giống chị như là 3 kg á, có cái mày. Gì mà 3 kg mày? 3 kg ngoài. À 3 kg ngoài. Đẹp chưa? Cái cuốn mình cho ra ngoài luôn nè. Được mà. Đồ ăn nó móc mới dùng được thôi. Đẹp quá ta. Ai hay cái bình dầu không? Tiếp tục công việc đó chính là lao mộ. Ủa, bé con tên gì vậy? Trời ơi, chị chữ luôn kìa. Nói chuột lại phải không? Trang bao nhiêu cm? Có số seri không? Vậy là cuối cùng bị mắc.
Cái gì? Mẹ con xịt dầu hôm hiệu len lén hả? Cái hiệu đang nổi tiếng á. Chị, hello chị. Ngộ ghê, chị em mình chủ nhật mới được gặp nhau. Gặp được bé Ngọc nè. Cái này lỡ quá ha. Hai đứa uống xì tin không? Chú có anh chai xì tin kìa. Chai xì tin này đặc biệt lắm nha. Cái chai xì tin này á là mình có thể đốt đèn được. Nhưng mà hai con nhớ đừng có uống nha. Chừng nào uống nhớ báo chú lấy xì tin kia, đừng có uống xì tin này nha chưa. Nè, cái chai xì tin này uống vô là cháy ruột, cháy gan, bốc cháy luôn, hiểu không? Nha, hai con đừng có uống xì tin này nha chưa. Ủa? Tắm này của ai đây? Ui, phát hiện chủ nhân. Đẹp ta. Thật tư luôn. Được không? Được không? Được. Có lý không? Giải quyết nhanh quá ha. Như Đức nhanh cho bà xã. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 8 2023. Dương trình với các chư vị tổ thần tổ mẫu đất đai chiến sĩ nhân trạch cùng với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh Âm cho dân mạng phật tâm giác. Sinh ngày 10 tháng 12 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2022, nhân kỷ 42 năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi, an táng tại hoa viên Nghĩa Trang Bình Dương. Thì hôm nay con có 5 trái bánh ít, con mời cô Năm Vũ Linh Âm gọi nhận quan về dùng cùng với các chư vị ở đây. Mong rằng các chư vị ủng hộ độ trì cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sớm hoàn thành với khỏi Phật. Và nhân đây thì con cũng cầu nguyện cho mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát nhân biến Phật tử cho tất cả những hương linh ở đây được dùng chung. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Con biết cái này gì không? Cái này người ta gọi là thuốc lá, xì gà.
Hả, đau con không? Đừng nhìn dấu cái khó vừa độc lắm. Né lại tí xíu. Bỏ dép ra, không có dám dậm vô. Đúng rồi. Còn cái tấm kia thì nhiều khi bà con không biết á, nên dậm vô, chứ cái này ta thấy ta cũng ớn. À, có lý luôn á vậy. Ai ấy bỏ dép ngoài. Sáng rồi bây giờ 15m sẽ cập nhật cho tất cả quý cô chú anh chị ha, buổi sáng nay. Sáng nay thì chị Bích ha, có mua một cái tấm tấm giống như tấm bạc vậy đó. Đó, để cho bà con cô bác ha. Nhiều khi bỏ dép ở ngoài đó, để quỳ lại cho nó tự nhiên hơn. Sáng nay thì các anh em đã dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ ha. Sáng nay thì cũng như thường lệ, anh Ngọc anh lại tiếp tục lau nền cho sạch sẽ ha. Buổi sáng mà mình lau vậy cái mấy cái con ruồi á, nó nghe mùi thơm nó chạy mắc dép hết. Hai chị Bích. Nhưng mà cái nước xà bông này mình nhớ mình đừng có đổ vô mấy cái bồng hoa nha anh Ngọc. Tại em cũng nghe khán giả nói là mình đổ nhiều nó chết á. Cho nên cái nước đó mình đổ ngoài. À, toàn cảnh sáng nay. À, 15m gặp thì một vòng cho tất cả quý cô chú ha. Màu thì các anh chị đã lau dọn sạch sẽ rồi đó. À, ăn cậu sáng nay nè, mà làm hết lâu lắm mà chưa có quay cận cảnh với tất cả quý cô chú anh chị ha, về cậu Năm đó, cậu Năm buổi sáng này. Ủa sao tự nhiên bữa nay bé Ngọc nó đi heo anh ha? Bữa nay bé Ngọc với bé Mèo heo anh. Coi nè, sao vậy con? Nè nè, con đừng đánh em nha. Nè sao hai đứa bé khóc rồi nè. Nha chị em đừng ấy. Hai chị em có gì bình tĩnh nói giải quyết nha. Rồi lát có kẹo nha, để cho bé Ngọc chơi con mèo. Lâu lâu em vô mà. Đó, đây là toàn cảnh sáng nay. Đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Xin cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.